Rồi thì ok, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel mình. Thì mình là Chinander đây, và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chơi Minecraft PE bằng bàn phím và chuột nha. Thì ok, thì video này dành riêng cho những bạn dùng TV box giống mình đó. Thì thường thường anh em chơi Minecraft bằng chuột như thế này đúng không? Đó, bằng chuột nó phải giữ chuột trái để di chuyển màn hình như thế này đó. Còn mấy cái phím này thì vẫn chuyển bình thường, thì anh em chỉ mắc kẹt cái chuột thôi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để ẵm được cái con chuột này đó, chơi y chang như là PC luôn. Ok, giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào video nha. Let's go. Ok, thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần tải cho mình cái ứng dụng, nó có tên là Toonblock. Thì những anh em nữa mà dùng những cái TV box ấy mà CH Play y chang như trên điện thoại ấy, thì anh em có thể bấm trực tiếp để tìm luôn. Còn đây thì cái TV box của mình ấy nó bị không giống những cái TV box khác đó. Thì đây em xíu nha, đó khi bấm vào nó sẽ ra một cái cửa hàng CH Play nó dành riêng cho cái TV box ấy đó. Thì bây giờ thì mình phải lên Google để mình tải đó. Những anh em mà bị CH Play như mình thì có thể lên Google tải đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào khung tìm kiếm đó. Thì những anh em mà xài trên CH Play cũng bấm theo mình nha, có tên là Tool Block for Minecraft PE đó. Rồi bấm vào. Ok, sau khi nó ra vậy rồi đấy đó, thì đây là cái ứng dụng nha đó, anh em tải cái ứng dụng này nha. Rồi thì mình sẽ kéo xuống đây đó, mình sẽ tải file APK về đây, tải về APK đó. Ok, nếu anh em chờ hoài mà nó không hiện cái này lên ấy thì anh em sẽ bấm vào đây nha đó, đây đó, thì nó sẽ tự động tải về cho anh em. Rồi bấm vào đó. Ok, thì mọi người bấm cài đặt đó, mọi người bấm cài đặt rồi cho nó cài đặt xong thôi nha. Thì ở đây thì mình đã cài đặt rồi cho nên là mình sẽ không cài đặt lại. Rồi đây sẽ vào phần ứng dụng. Rồi vào phần đây, ứng dụng đó đây đó, tool tóc nha. Rồi bấm vào. Thì mình xin nói trước với anh em là cái ứng dụng này chỉ hoạt động với những phiên bản chính thức như là phiên bản 1.16.40.2 ấy đó, thì nó mới hỗ trợ, nó mới hoạt động được nha. Không thôi thì nó sẽ không hoạt động được với những phiên bản beta đâu đó. Đó ok, và sau khi vào thì mọi người di con chuột đấy, thì con stick của các bạn nó sẽ nhìn theo con chuột đó. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây ấy, thì khi mọi người dùng ứng dụng này nó sẽ như là một cái phiên bản Minecraft hoàn toàn mới tải về luôn đó, nó sẽ không có những cái map mình chơi trước đó. À, cái map này mình mới tạo nha, mình mới tạo để mình test hồi nãy đó. Như các bạn thấy mày nó nhìn theo này. Nhưng mà trước khi tạo thế giới, mọi người sẽ làm theo mình, mọi người sẽ bấm vào setting đó, mọi người sẽ bấm vào cái phần này đó đó. Rồi đây nó sẽ ra như vậy đúng không, thì mọi người sẽ bấm vào đây. Rồi mọi người sẽ bấm nút G đó, tại vì trong Minecraft nút G nó sẽ không làm gì cả, tại vì khi mọi người dùng cái app này thì nó sẽ không cho mọi người đặt block, nó chỉ cho mọi người là đập block thôi nha. Đó rồi giờ mọi người chỉ cần tạo cái thế giới để chơi thôi. Rồi bấm vào. Đây đó, mọi người thấy mất tiêu con chuột. Dạ yeah, mình sẽ quay con chuột đa đó. Cái gì vậy, đập block thì mọi người sẽ đập bằng chuột chuột trái, còn đập block thì mọi người sẽ dùng nút EG nha đó. Đây, tại vì khi mọi người đặt giống PC ấy, bấm chuột phải nó sẽ ra như vậy này đó.
sẽ trở về cái chỗ này. Đó, mọi người sẽ không thể đặt tóc được. Và cái quan trọng là các bạn có thể dùng cái con lăn này này. Đó, mọi người có thể dùng cái con lăn này này để chọn đồ. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy. Rồi. Đây. Mọi người có thể chọn block đó, nói trang với si the fuck. Ở đây. Đó. Đây, block nó sẽ đi theo con chuột của các bạn luôn. Đấy. Rồi. Đấy, vậy cái con nhân vật nó đi, nó nhìn theo con chuột của các bạn này đó. Và tên. Rồi. Mặc vào. Đó. Những bạn mà chơi Minecraft PC thì cảm thấy bình thường thôi, với những cái người chơi TV box như tụi mình ấy, nó sẽ cái này gọi là một cái siêu phẩm. Một cái nào đó rất là hay ho. Đó. Tại vì có thể chơi giống PC mà. Ok, thì có thể video này nó đã dài rồi. Nếu các bạn thích hãy like, share, subscribe channel của mình nha. Ok, giờ thì bye, xin chào. Bye bye.